Marcelo dường như đã chuẩn bị cho việc giải nghệ bằng cách đầu tư vào hai câu lạc bộ bóng đá và thành lập công ty riêng mang tên 12. Thực tế, anh 12 đã đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá từ năm 2017, với câu lạc bộ đầu tiên là Azuris của Brazil, sau đó là mua câu lạc bộ Mafra của Bồ Đào Nha. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên TNT Sport, hậu vệ 33 tuổi khẳng định anh sẽ tiếp tục đầu tư vào bóng đá nhằm mục tiêu mở rộng thương hiệu tại các câu lạc bộ lớn của Brazil. Quả là Marcelo đã lên kế hoạch cho ngày về hưu để tập trung vào việc kinh doanh bóng đá. Kiểu này là anh 12 mùa sau sẽ trở thành ông bầu full time. Biết đâu, anh Lô sẽ liên hệ với anh 7 về đá cho những câu lạc bộ của mình. Stefania Macchiona không chỉ được biết đến là một nữ diễn viên kỳ cựu, xinh đẹp, đắt giá, mà còn là một người hâm mộ nhiệt thành của Inter Milan. Hình ảnh Stefania với khăn quàng cổ, áo đấu của Inter tới tiếp sức cho đội nhà đã trở nên rất quen thuộc với người hâm mộ tại Italia. Hàng chi mà mấy ông Inter ra sân ông nào cũng đá cháy quá cháy. Bên trên khán đài có cô em gái xinh đẹp Stefania ra sức cổ vũ. Được biết, sở dĩ cô nàng trở thành fan cuồng nhiệt của đội bóng sọc xanh đen là nhờ được truyền cảm hứng từ cha mình. Đặc biệt gần đây, cái tên Stefania được nhắc đến nhiều hơn khi cô nàng có màn trêu thưởng cực kỳ hot cho đội bóng con cưng. Cô hứa sẽ không mặc gì cả nếu như Inter Milan có thể vô địch Champions League. Màn trêu thưởng cực kỳ hấp dẫn trên đã khiến cho các cầu thủ và kể cả ban huấn luyện của Inter đã quyết tâm dành cho bằng được chức vô địch Champions League để mang về cho chị Stefania. Samuel Neto, Dani Alves và Carlo Ancelotti mới đây đã bị cơ quan thuế Tây Ban Nha cáo buộc về việc gian lận thuế. Theo đó, bộ ba này đã dùng các chiêu trò để tránh phải nộp khoản tiền thuế tổng cộng hơn 3,7 triệu euro. Theo đó, Dani Alves đang nợ sở thuế Tây Ban Nha 1,7 triệu euro. Do trước đó Dani Alves từng trốn không đóng thuế. Về phần Ancelotti, ông nợ 1,2 triệu euro là khoản tiền thuế đáng ra phải trả trong nhiệm kỳ đầu làm việc ở Real Madrid. Còn Samuel Neto có thể bị ngồi tù nếu như không chịu đóng 827.000 euro cho sở thuế Tây Ban Nha. Thôi, kiểu này mấy anh mấy chú xem nhau, dắt nhau đi đóng thuế cho đầy đủ, chứ không cua triều đình xuống lại cộng tay. Tranh thủ, đóng hết xong rồi ăn Tết cho nó nhẹ nhàng, bớt lo âu. Neymar tiếp tục xứng danh ông hoàng tiệc tùng trong thế giới bóng đá. Ngay trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông ở quê nhà Brazil, Neymar đã tổ chức một bữa tiệc mừng tân gia xịn sò ở ngôi dinh thự mà anh mới sống. Không những vậy, Neymar còn tranh thủ giới thiệu luôn cô bạn gái cực kỳ nóng bỏng. Neymar đã chi 3 triệu euro đi mua lại căn biệt thự mới tại Sao Paulo, vô cùng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Căn biệt thự này bao gồm sân quần vợt, bể bơi 4 mùa, thang máy toàn cảnh, gara có thể chứa được 20 chiếc xe. Trong khi đó, phòng ăn được thiết kế như một quầy bar thu nhỏ. Có thể thấy, Neymar chốt deal căn biệt thự này vì nó thiết kế quá lý tưởng cho những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của anh. Kiểu này là các fan PSG 30 năm khóc thét luôn. Viễn cảnh M&M đâu không thấy. Giờ đây, chỉ thấy Neymar đang chuẩn bị sắm sửa nhà cửa, dọn đường mở tiệc. Hugo Maradona qua đời vào hôm thứ Ba vừa qua ở Naples, chỉ hơn một năm sau cái chết của ông anh trai Diego Maradona, dẫn đến sự đau buồn dâng trào ở Argentina và trên toàn thế giới bóng đá. Hugo được phát hiện đã chết tại nhà riêng sau khi ông bị ngưng tim. Hugo Maradona, khi còn trẻ, từng khoác áo đội U16 của Argentina, chơi cho câu lạc bộ Ascoli của Ý và Rayo Vallecano của Tây Ban Nha. Sau khi chia tay sự nghiệp của đội áo số, Hugo Maradona cũng học trở thành huấn luyện viên. Ông từng dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá của Puerto Rico là Islander từ năm 2004 đến 2005. Tiếp theo đó, Hugo Maradona chuyển đến Napoli để làm giám đốc trường dạy bóng đá Mariano Keller. Sau cái chết của người anh Diego Maradona vào tháng 11 năm 2020 cũng bị chứng tim ngừng đập, Hugo đã lên tiếng phản đối sự soi mói của truyền thông mà gia đình ông đã phải chịu đựng. Xin chia buồn cùng với gia quyến của cố huyền thoại nhà Argentina. Mong rằng hai anh em sẽ gặp nhau thật hạnh phúc trên thiên đàng.